À, mình là Quỳnh Thị Kim Trung, năm nay hả là 56 tuổi. Dạ, dạ con xin chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và tất cả các cô chú đang coi chương trình. Con tên là Nguyễn Thị Hạnh Dung, năm nay con 25 tuổi. Con là con dâu của mẹ Trung được 5 năm rồi. 5 năm. Dạ, 5 năm. Mình có mấy bé rồi chị? Dạ em có 2 bé. Lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu này thì mẹ cảm nhận thế nào? Lúc đầu tiên về nhà mình thấy trời ơi sao nó cao quá vậy. Mình muốn có con dâu để dịp phụ với mình mà giờ nó cao vậy chắc không biết nó có trầm thiên không. Mà nhìn thấy cũng được dễ thương. Dạ. Có biết cô là có 2 đứa trai, một cháu thì nó mất năm nay 8 năm rồi. Rồi hả thằng con cô nó thấy hả cô buồn quá, nó nói thôi để con cứ vợ cho dì mẹ vui. Rồi về gặp dâu mình hả, nói chung là tháng đầu tháng 2 nó sinh mình cho mình được đứa cháu nội. Trời ơi mừng, cô nói thật với con như cái cơn mưa rào vậy đó. Mình đang ấy mà trời ơi đang hạn hán. Đang hạn hán, mình đang thiếu thốn. Cô buồn, cô buồn lắm, cô đi chơi hoài à. Cô mừng mà cô không ngủ được luôn đó. Qua bữa sau thôi mẹ thưởng cho con cái vàng. Mừng vậy đó, mừng đứa nhỏ vậy. Cái vàng đó bây giờ còn không Dung? Dạ con. Trời ơi, vàng đang lên giá luôn á, hay quá. Nói chung hả, có con dâu này về, con dâu này nó cũng hợp với mình. Ở nhà thì có 4 người mà hai cha con kia thì ít nói, mà hai mẹ con này thì nói hơi nói nhiều. Tôi nói đi hả, ai cũng nói là hai mẹ con. Dạ. Chứ không ai nói là mẹ chồng con dâu hết trơn. Vậy là con gặp mẹ chồng hợp lý rồi đó. Dạ. Rồi. Trời ơi con biết làm sao, nó khôn lắm, con này nó khôn á, nó ngọt. Nó mà hết tiền là biết liền. Bữa sau nó đăng lên Facebook là nó nói mẹ này kia kia nọ là thôi sáng mai là biết rồi đó. Hết tiền túi rồi đó. Mẹ con đẹp, mẹ con dễ thương, mẹ con quá trời ha. Rồi hả sanh đứa, con biết hả nó sanh cho cô không? Hai đứa cho nội, cô bao sang luôn, nuôi hết. Mẹ lo như thế đó, con có ấn tượng điều gì hả mẹ không? Mẹ con tuyệt vời rồi, con không biết nói gì. Nhưng mà con ấn tượng nhất là lúc mà con sanh em bé, là con ở nhà mẹ, mẹ lo cho con hết tất cả luôn. Mẹ ngâm chân cho con, rồi mẹ hơ đồ, than đồ, mẹ con lo hết. Lo hết. Đến nỗi mà sữa của con vắt ra còn dư á, mẹ con uống luôn. Tại vì mẹ sợ mất sữa rồi không còn sữa, không cho còn sữa cho cháu nội, cho nên là mẹ của em uống chứ không có đổ, không có bỏ gì hết trơn. Nhưng mà cái lần đầu tiên á, khi mà Dung gặp mẹ chồng á, Dung ấn tượng điều gì? Thì lúc đó mình cũng nhỏ chứ mình cũng thấy mẹ thì dễ gần, rất là dễ giao tiếp. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Nhưng mà mình làm con dâu Quảng Ngãi đúng không cô? Ờ. Hai vùng miền khác nhau quá thì phong tục tập quán nè, cái văn hóa với lại cái cách ăn uống á, mình có gặp khó khăn gì không? Dạ, cái này là mẹ em lo hết. Mẹ lo hết luôn. Dạ, mẹ em nấu ăn, chứ em cũng ít đi nấu lắm. Mẹ lo tròn cho chị, mà. Chị nói với Quyền Linh với Lê Lộc hả, nó đẻ hai đứa con, nó chưa biết nấu cháo loại gì đó. Dạ. Chưa biết nấu cháo. Mà từ hồi giờ nó về làm dâu chưa biết nấu cơm. Nó nấu lần đầu tiên nó nấu sống rồi thôi rồi bỏ thay. Cái rồi hả là lâu lâu á con trai cũng vậy, để ví là cô phải mở ra cô coi thử nó còn tiền không. Nó không còn tiền là cô bỏ tiền vô. Con dâu cô nó thiệt tình, nó nói mẹ ơi anh giấu phía sau đó mẹ, nó có tiền mình giấu phía sau đó mẹ. Con trai cô mới nói em nói chi vậy, mẹ chi vậy, mẹ bỏ vô cái em rút ra đúng không. Con nhỏ này cũng vậy nè, chứ mà con nhỏ này được cái là gì, nó còn tiền là nó nói con còn tiền mẹ ơi. Được cái là thật, nói chung là con dâu rồi. Thì bởi vậy mốt cô cho anh là cô phải cho luôn Dung. Đâu có, cho Dung nhiều hơn à, tự nhiên từ ngày mà phát hiện ra nói vậy là cô cho Dung nhiều hơn là Dung. À ý con mép để mẹ con không có cho chồng con nữa mà lấy tiền nó cho con luôn. Của con là con làm công việc gì Dung? Dạ con hiện tại là đang kinh doanh thời trang. À tưởng đâu là siêu mẫu á, con cao mét mấy? Dạ con cao 1m75 rồi. Trời ơi, cao con cao mét mấy? Mét dạ 1m68. Cao cao ghê ha. Hai mẹ con hợp nhau gì, con thấy hợp nhau dạ, gì? Dạ con với mẹ con thì hợp nhau về đi chơi, rồi chụp hình, rồi mua sắm hay là về chân diện đồ. Con với đi mẹ đâu con là bắt cúp cho cô không à? Dạ. Thái là đẹp. Từ ngày con nhỏ này á là tới ngày 8 tháng 3 hay ngày sinh nhật là nó mua, từ nó quặng mẹ. Ngày nào cũng mua. Nhiều lúc hơi mua 11 còn mua quà nữa.
cho nên là mình có phước đó con, có phước nhờ vậy mình mới nói chứ không vậy là khôn đó con. Tặng quà mẹ nói chung là một nhưng mẹ tặng là con đúng rồi tặng rồi. Rồi mẹ xong rồi mẹ tặng rồi là mẹ tiền. Mẹ nhắn cái đó là mẹ trả tiền, ví dụ mua 500 mẹ cho luôn 1 triệu vậy. Thì không dạ, được vậy không á mẹ con hợp ý nhau là hợp ý cái vậy đó. Con thấy là con chưa hợp với mẹ điều gì? Chắc cũng không có, thì mình chưa hiểu tính thì mình nghĩ là mẹ khó. Tại vì lúc mới lấy về mẹ giận á, mình sợ mình không có dám nói chuyện hay là không dám xin lỗi hay là không dám thủ thỉ gì với mẹ. Nhưng mà khi biết tính của mẹ rồi á thì mỗi lần mẹ giận là em lại em xin lỗi hay là em lại vuốt mẹ hay là như thế nào, hoặc là đem hai đứa nhóc xuống kêu nổi là hết. Có bao giờ mẹ la con dâu chưa? La chứ, nó sinh đứa thứ hai cái bắt đầu cô mới thấy nó đi về bên ngoài nó chơi, nó lại ít sữa. Cô mới mua sữa ăn chua với mua yến nó cái gì để nó nằm cho nó uống. Cô ra lăng đầu tiên nó để một tuần nó chưa uống con. Trời ơi, cái rồi yến để nó nằm mà nó không uống nữa, mình xót ruột cho cháu nội mình là nó cái anh Thành dắt con về ngoại. Cô không cho về. Xong đi về cuối cùng hai vợ chồng về năn nỉ. Năn nỉ mẹ này kia nọ xuống cho về, ông bà xuống mới chở về đó. Lúc đó con căng thẳng không con? Dạ có, tại vì mới sanh bé thứ hai á, cái tâm lý của mình nó không như bé thứ nhất. Mình lo cho bé thứ nhất xong rồi mình lo cho bé thứ hai, cái mình trong cái tình trạng mà bị mất sữa nữa, cái mình cảm thấy stress á, rồi mình không quan tâm tới cái lời nói của mẹ rồi, cho nên là em lúc đó em muốn bỏ luôn, em muốn làm theo ý của mình. Như lần đó mới rút kinh nghiệm á, có việc gì là nó khôn lắm. Nó lấy hai đứa nhỏ ra nó định sáng là cô 5 giờ là cô đi thể dục, cô đi dạy cô vậy 6 giờ cô đi thể dục, nó ngủ tới 8 giờ. Bây giờ mấy đứa nhỏ đi học á thì 7 giờ nó dậy nó đưa mấy đứa nhỏ đi học, 9 giờ là nó đi làm, cái việc nhà cơm nước đùa là cô không à, cô lo hết tất cả. Với một cái tình yêu thương của mẹ chồng lớn như thế đó, dạ có bao giờ mình nghĩ rằng là mình giống như người ta gọi là gì, chuột xa cũng nếp không con? Dạ em nghĩ là do em có phước mới được làm dâu của mẹ thôi. Nói gì nói, mẹ chồng càng yêu thương đôi khi là càng bực bội nha. Dạ. Nếu mà người ta yêu thương nhiều quá mà chỉ cần một chút sơ suất mà làm tổn thương cái tình yêu thương đó. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái hậu quả nó cũng lớn lắm á. Mẹ có thoải mái để con dâu đi làm việc này kia không? Dạ, lúc đầu mẹ cũng cản. Thì mẹ chỉ thích của em ở nhà là trong hai đứa nhỏ thôi, không có thích em ra ngoài làm. Nhưng mà về sau thì em cũng thuyết phục, rồi mẹ cũng đồng ý và mẹ cũng hỗ trợ vốn cho em làm nữa. Rồi ngon vậy. Mới lúc đầu nó giấu cô. Dạ. Nó giấu cô, nó đi thuê nhà, nó mở shop, nó chợ bán túi sách á. Dạ. Cái rồi nó đâu dám, nó không dám hỏi mượn tiền cô. Rồi mượn nhỏ cháu mấy trăm triệu đó. Trời ơi. Rồi cái cô thấy vậy, cô hỏi mượn bao nhiêu, nó nói con mượn gần 300 triệu. Trời ơi. Cô về phải rút tiền cô trả cho nó. Cô rút 300 triệu trả cho con dâu luôn. Thì trả luôn, 300 triệu luôn. Dâu là mở lời mượn mẹ hay là xin mẹ luôn nè? Nó có trả đâu con. Nó mượn là mình biết là không, mình không lấy lại được rồi đó. Lấy hả? Dạ. Mà nhiều lúc hả, cô thật với con, nhưng cô thấy bây giờ làm ăn bây giờ nó cũng khó khăn. Dạ. Con cảm thấy mà con buôn bán mà không có lời á thì con rút về. Bây giờ mà con lỡ mà con buôn bán mà con ế mà nó mất luôn tiền, cô cũng không thành vấn đề. Rồi nàng dâu quyết định sao? Dạ em vẫn bán tốt, rồi em cũng đang bán rất là ổn. Tại vì mình làm ăn mà một cái mình đã đầu tư vô cái gì đó thì cái tiền đó là cái tiền chết, thì mình phải bỏ ra 1 năm 2 năm mình mới thu hồi lại được. Mà em làm cũng chưa tới được 1 năm nữa. Từ từ rồi sẽ lên thôi. Lời đó không thấy mà cứ lâu lâu vài 3 triệu mượn hoài không trả. Chứ mượn, con mượn mẹ 3 triệu mẹ rồi nó im luôn. Đúng rồi, mượn mẹ 2 triệu thôi. Đừng đòi ta, coi như 1 triệu 2 triệu cho luôn đi. Trời ơi. Đòi chi. Cô với chị là chắc là cô đăng ký tham gia chương trình này đúng không? Đâu có, ngày đăng ký. Dạ. Ủa? Em đăng ký. Cô nói con nghe, cô rất thích cái chương trình mẹ chồng nàng dâu. Cô thấy sao mà nó vui thế. Dạ. Nhiều lúc mình không biết nói với ai, mình lên đây mình nói. Đúng hả, rồi. Linh? Dạ. Mình lên đây mình nói. Cho nên hả, nó cô ngồi cô hoài à. Cô nó thấy cô ngồi cười quá, nó nói mẹ ơi con với mẹ đi thi mẹ chồng nàng dâu. Ủa đi lên TV hả? Cái nó nói vậy tự động mới đăng ký. Chú cản chú không cho cô đi. Cô cũng thích đi. Dạ. Cô thích. Phải khen dâu quá tâm lý. Có đúng. Vậy chứ nó cho mẹ niềm vui đúng không? Dạ. Nhưng mà lên đây nhằm mục đích gì cô? Định nói dâu điều gì trên đây? Bây giờ hả cô chỉ có nói dâu hả? Ăn uống bớt ăn ngoài đường. Dạ, ăn nhà ăn. Nhà cho nó có nó ấy ăn ngoài an đường toàn sạch sẽ. Dạ. Đúng rồi, cô sợ nó ăn ngoài đường miếng ba cái kia nó bệnh đó. Đồ ăn ngon gì cũng không ăn, ăn bữa một thôi. Dạ. Bữa hai không ăn thì ăn ngoài đường. Tóm lại là một cái người hiểu cởi mở như thế thì nàng dâu cũng phải cởi mở và hiểu mẹ chồng.
tránh những cái điều mà mình giấu trong lòng mình không chia sẻ mẹ chồng luôn ha. Rồi ba chồng á là có lo cho con dâu gì không? Ba chồng ít nói lắm. Có mua quà tặng ba chồng gì không? Dạ cũng ít lắm, tại cũng không biết ba thích gì nữa. Cứ để phần thích đó cho mẹ xử lý. Mẹ tặng là được rồi. Ông xã cô thì cái gì cũng ok hết á, mà có một tội cặp thôi. Dạ. Mình phụ nữ mình thì muốn cái ngày gì á là chồng mình tặng cho mình cái gì. Dạ. Không cần nhiều. Dạ. Nhưng mà mình thấy mình vui. Mỗi lần nói ông nói chứ thì mở tủ ra kia mua. Thì bây giờ có con dâu mình. Dạ. Nó thay thế tới ngày là nó đem nó tặng quà, niềm vui nó quan trọng. Đúng rồi, nó nhường gái mà đổi. Rồi giờ nó sinh cho mình hai đứa trong nội trai đẹp trai lắm con ơi. Hai đứa quá đẹp. Nhưng mà con thấy là cô rất là am hiểu nàng dâu. Không biết là ngày xưa cô làm dâu có khó không cô? Làm dâu mẹ chồng cô rất là dễ. Cô nói cho con nghe hả, mẹ cô bây giờ năm nay được 75 tuổi. Dạ. Mà mẹ cô vẫn còn làm dâu nuôi bà nội. Bà nội là bà mẹ Việt Nam anh hùng á, 102 tuổi. Dạ. 102 tuổi mà thật tình là mẹ cô là tuyệt vời. Dạ. Cô thấy ở trên đời này không ai mà như mẹ. Mời bà lên chương trình này đi. Ừ, Quảng Hải Lân, nếu mà vô này là mẹ cô thấy là số 1 á. Dạ, chị mời đi. Ở chương trình có bà mẹ là 101 tuổi rồi. Ừ. Bây giờ mời mẹ 102 tuổi là coi như là kỷ lục luôn á. Kỷ lục luôn. Dạ. Bữa nào thuyết phục bà. À, bà vô đây đi. Không, nếu mà mẹ mà đồng ý hay đó. Đem xe về chở vô. Đúng rồi, chương trình mời sẵn sàng đi. Dạ. Bây giờ thì qua một thời gian cũng không phải dài lắm, nhưng một chặng đường cũng hiểu nhau nhiều hơn, thì con có muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay không? Con chỉ muốn nói là mẹ giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe là được rồi. Hiện tại mẹ cũng quá tuyệt vời, cũng không cần. Còn mẹ chồng muốn dặn dò gì con dâu để có thể con dâu làm tốt cái nhiệm vụ của mình? Mẹ chỉ yêu cầu con dài 3 năm nữa xin cho mẹ đứa cháu gái nữa. Ước mơ vậy á chứ còn mẹ lo hết mà. Sợ gì, bao xăng mà, bao xăng luôn. Cảm ơn gia đình rất là nhiều, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Hôm nào xem nhớ mình có tham gia mẹ chồng nàng dâu.